Chào các bạn nha, buổi sáng tốt lành, chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình có một cái đặc biệt gửi đến các bạn, đó là lễ đính hôn của cháu mình, Mỹ Tiên với Minh Đức. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn. Mời các bạn cùng tham gia nha. Dạ còn không đó mà. Hả? Có bệnh đó không? Có. Đó là có. Vô đây, vô đây. Đừng nói nhảm nào, chạy ra. Đó. Chạy quay cậu hứa sạch, quay cậu hứa sạch. Chú hấp ghê chưa? Đó. À, bây giờ là nhà trai đang qua nhà mình, chung xóm chung dòng sông chung một bên đò, chiều nào đò đưa đôi mình về dưới cơn mưa. Mưa làm ướt chiếc áo bà ba, anh chợt nghe lòng mình xót xa. Hẹn thề kề bên lòng anh sao xuyên giấc mơ thuyền hoa. Ngày nào đôi mươi anh và em vẫn thường ước hẹn, ngày sau đẹp duyên đôi mình hạnh phúc trăm năm. Anh làm chú rể dáng hiền lương, em làm dâu hiền thật dễ thương. Lòng theo anh đôi mình chung dưới một mái nhà, bằng lòng đi em còn chờ đợi chi đây. Anh thề yêu mãi chỉ mình em, như con đò cắm sào một bên sông, dù trời mưa giông dù cho bao tố vẫn không xa rời. Mấy em trai bưng quả đang đứng ngồi chờ đợi. Giấy phụ rồi, giấy phụ lo cho đồ. Dạ. Thằng này nó ngồi nè, mấy kia chồng cái quả lên đây nó chịu đựng lên được cái đâu nó đợi nó vậy đó. Rồi mấy đứa chưa trang điểm xong hả? Nó là bận đồ ra cho được đâu có dính mặt kỹ đâu sợ. Thiệt đó, nó thiệt. Nắng dữ à. Ráng đi, tụi con qua tới Mỹ luôn. Rồi, bưng quả đi. Bưng ngay lại, đứng hụt cho miếng. Rồi, giặt cho miếng nè, giặt cho miếng. Rồi, mấy thằng trai hụt ra, vỗ tay cho lên chụp hình nè. Rồi, chuẩn bị nè, vỗ tay nè. Rồi, vỗ tay đi mấy thằng trai ơi. Vỗ tay cười tươi nè, nhìn đây nè mấy đứa ơi. Rồi, vô.
Rồi xu da nhìn đây cười nè, đó cười nè, tươi tươi, cười này tươi tươi, đó đúng rồi cười tươi, đó. Rồi để xuống, rồi để xuống như dây chuyền, để xuống đó thì để lại bàn đi chúng sắp chưa? Dây chuyền, cái chuyền trước cái kia. Đó đó, cái chuyền chứ không có dây chuyền. Kiền lấy cái kiền đi. Như là lắc cái tay. Lấy cái bự lên ta. Lấy cái bự lên ta. Lấy cái chuyền lên, cầm giờ nắm chơi chuyền dở lên. Giữ cái mặt ở dưới á. Rồi, đó đúng rồi đó. Rồi, đẹp rồi đó. Rồi giữ nguyên không? Rồi ok. Rồi nhìn đây nè, nhìn đây. Đó, tươi. Rồi tươi nha. Rồi đẹp nha, chụp nha, cười tươi nè. Cười tươi, cười tươi. Rồi để xuống cái chiếc kiền. Bỏ cái nắp hộp đi ra ngoài đi, cầm cái hộp với cái kiền luôn. Hộp luôn, cái hộp ở dưới. Rồi cái tay kia giở lên. Giở cái kiền lên đó, đọc, giở lên đó. Một tay giở cái kiền. Đó đúng rồi đó. Giờ nhìn đây nè. Sát cho mẹ cho đẹp chứ vậy. Giờ nhìn đây cười tươi. Tươi nè, chụp này cười tươi nè, cười tươi. À. Rồi. Để tới gì cặp mắt cặp vòng phải không? Thank you.
Hai đứa đứng sát vô anh gặp các bạn đó đi. Sau nhà cổng gặp anh gặp đưa bông vô nè. Đúng ra là đám hỏi là không có hồi quả. Đây là bàn thờ gia tiên các bạn, đây là ba của mình. Chụp đây đứng đó. Nhà mình chung xóm, chung dòng sông, chung một bên đoàn. Chiều nào đó đưa đôi mình về dưới cơn mưa. Mưa làm ướt chiếc áo bà ba. Anh chợt nghe lòng mình xót xa. Hẹn thề kề bên lòng anh sao xuyên giấc mơ thuyền hoa. Ngày nào đôi mươi anh và em vẫn thường ước hẹn. Ngày sau đẹp duyên đôi mình hạnh phúc trăm năm. Anh làm chú rể dáng hiền lương, em làm dâu hiền thật dễ thương. Họ hàng mừng vui cầu cho đôi lứa yêu nhau trọn. Sang đưa cô dâu về nhà bằng lòng theo anh, đôi mình chung dưới một mái nhà. Bằng lòng đi em còn chờ đợi chi đây. Anh thề yêu mãi chỉ mình em, như con đò cắm sào một bên sông. Dù trời mưa giông, dù cho bao tố vẫn không xa rời.
Vô. Vô 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 vô. 1 2 3 vô. Lời đầu tiên Kevin Vinh xin gửi đến quý vị quan khách là sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quan viên hay họ và quý vị quan khách, hôm nay là ngày đính hôn của Minh Đức và Mỹ Tiên. Và hai bên tham gia ngày làm thông thức hôm nay thì chúng hai họ tham gia chúng tôi đã chia sẻ về niềm vui và làm lại các thủ tục để cho hai cho Mỹ Tiên và Minh Đức chính thức là cặp đôi và là chính thức là dâu thảo trẻ hiền của đôi tham gia. Và ngày hôm nay Mỹ Tiên và Minh Đức sẽ chia sẻ niềm vui trên những bàn tiệc và những ly chúc mừng đối với cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và xin mời quý vị khách nào nâng ly để chúc mừng ngày đính hôn của Minh Đức và Mỹ Tiên. Nhà mình chung xóm, chung dòng sông, chung một bên đoàn. Chiều nào đò đưa đôi mình về dưới cơn mưa. Mưa làm ướt chiếc áo bà ba, anh chợt nghe lòng mình xót xa. Hẹn thề kề bên lòng anh sao xuyên giấc mơ thuyền hoa. Ngày nào đôi mươi anh và em vẫn thường ước hẹn. Ngày sau đẹp duyên đôi mình hạnh phúc trăm năm. Anh làm chú rể dáng hiền lương, em làm dâu hiền thật dễ thương. Họ hàng mừng vui cầu cho đôi lứa yêu nhau trọn. Bằng lòng theo anh đôi mình chung dưới một mái nhà. Bằng lòng đi em còn chờ đợi chi đây. Anh thề yêu mãi chỉ mình em như con đò cắm sào một bên sông. Dù trời mưa giông dù cho bao tố vẫn không xa rời.